Chào em, thầy là Minh Myelin. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái phương pháp cân bằng phương trình hồ sơ khử thật là nhanh. Cái phương pháp này thì các em có thể ứng dụng được cho tất cả các bạn mà học lớp 10 cũng có thể học được. Khi mà các bạn học xong cái chương oxy hóa khử, lớp 11 thì khi mà các bạn học sang chương nitơ phốt pho, rõ ràng chúng ta phải cân bằng rất nhiều. Lớp 12 thì đó là phần chắc chắn là quan trọng rồi, khi mà tất cả các em đều đang học sang cái phần là đại cương vô cơ. Và cái mục tiêu mà thầy dạy cho chúng ta cái phương pháp cân bằng phương trình hồi sức nhanh này chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giúp chúng ta làm bài tập nhanh hơn mà thôi. Cái bài này thì nó nằm bên trong cái khóa bài giảng là mất gốc vô cơ và hữu cơ của thầy. Đây là cái bài tập lớn số 2, hay nói khác là chuyên đề số 2, thì tách ra để dành thân tặng cho các em, bởi vì biết được rằng là cái kỳ thi năm nay thì chúng ta phải thi đến tận 40 câu trong vòng 50 phút cơ, có nghĩa chỉ còn 1 phút 15 giây một câu thôi. Vì vậy nên nếu mà cho cái phương trình này vào thì nhiều bạn than thở với thằng này thầy rằng là em bây giờ em cân bằng phương trình tận 5 phút cơ, thì thầy nghĩ rằng là như thế quá mất thời gian. Vì vậy nên thầy quay cái video này để thân tặng các em. Cố gắng những bạn nào mà xem được cái video này, xem tận cùng nhé, thấy hay thì nhớ chia sẻ để cho các bạn ấy cùng, cho các bạn khác cùng xem, để các bạn cùng giỏi. Chúng ta tạo thành một cái tự cộng đồng là các bạn học sinh đều giỏi hóa học, đều yêu thích môn hóa học. Đấy là ước mơ của thầy. Vậy bây giờ chúng ta bước vào cái việc cân bằng phương trình hồ sơ khử. Cân bằng phương trình hồ sơ khử thì bước 1 yêu cầu chúng ta phải xác định được đúng số xóa. Xác định đúng số xóa thì các em xem cái video trước nhé, video trước thì có hướng dẫn chúng ta cách cân bằng, cách xác định số xóa rồi, để chúng ta xác định thật chuẩn số xóa. Sau khi xác định số xóa rồi, chúng ta sẽ đi xác định những cái nguyên tố của sự thay đổi số xóa. Được chưa? Xác định các nguyên tố có sự thay đổi số xóa rồi thì bắt đầu chúng ta bắt đầu thực hiện các cái phương pháp cân bằng như trong sách giáo khoa hướng dẫn. Có phải thế vậy không? Không, thầy không bao giờ thầy thử được. Thực hiện những cái phương pháp ở trong sách giáo khoa hướng dẫn. Giờ chúng ta sẽ đi thử xem cái phương trình đầu tiên để cân bằng. Đó là kiểu số 1. Có thầy sơ sơ là có tận 4 đến 5 kiểu. Ở đây thì sẽ xác định chúng ta cái kiểu số 1 trước. Kiểu số 1 là kiểu mà một kim loại tạo thành một sản phẩm khử. Một sản phẩm khử. Chúng ta vào ví dụ luôn nhé. Và các em chú ý này, các em không cần phải biết nguyên tắc, các em chẳng cần phải biết phương pháp, các em chỉ cần bắt chước theo cách thầy làm là ok. Phương trình thứ nhất đó là nhôm tác dụng với HNO3 để tạo thành nhôm nitrax. Cộng với lại khí NO2 cộng với lại H2O. Các em cứ chú ý, bước 1 thì đi xác định các nguyên tố có sự thay đổi số xóa. Thế các nguyên tố có sự thay đổi số xóa thì xác định như thế nào? Thứ nhất đó là gì? Các cái thằng mà từ đơn chất chuyển thành hợp chất. Vậy đây ta nhìn thấy nhôm chuyển thành hợp chất này. Nhôm đứng đơn chất thì số xóa là 0. Nhôm trong hợp chất thì số xóa đây là dương 3. Nguyên tố nhóm 1, 2, 3, A thì có số xóa lần lượt là dương 1, dương 2, dương 3. Thầy lấy số xóa bên trái thì số xóa bên phải nhé. 0, trừ 3 bằng trừ 3, nhưng thầy lấy trị tuyệt đối thôi. Số xóa trừ số xóa, số xóa bên trái trừ số xóa bên phải lấy trị tuyệt đối. 0 trừ 3 bằng trừ 3, ghi 3 bên dưới. Tiếp tục này, nguyên tố có sự thay đổi số xóa thứ hai đó là chúng ta tăng cái thằng ấy. Hiro thì luôn luôn cộng 1, oxy luôn luôn trừ 2 trong tất cả các hợp chất, nên không để ý. Chỉ còn anh nitơ. Nitơ chúng ta xác định được nitơ có số xóa dương 5. Nitơ dương 5 thì chuyển thành nitơ dương 4 trong NO2. 5 trừ 4 bằng 1, viết xuống dưới. Sau khi viết xuống dưới thì thực hiện nhân vứt chéo. Số 1 thì vứt lên đây. Số 3 thì vứt lên đây. Thế là thầy hoàn thành được hệ số thứ nhất. Sau đó tiếp tục thầy đi cân bằng kim loại trước, phi kim sau. 1 nhôm 3 nitơ này, cộng 3 x 1 bằng 3 nitơ nữa là bằng 6 nitơ này. Cuối cùng thì cân bằng hệ số hydro 6 Hiro, và đây sẽ là 3. Về thầy hoàn thành xong cân bằng phương trình đầu tiên. Dễ không các em? Nhiều bạn đến đây bảo: ôi thầy ơi, thế thì xác định số xóa nào? Xem video lượt trước nhá. Xem video trước thì đã hướng dẫn chúng ta cái cách xác định số xóa hóa rồi, được chưa? Còn ở đây là thầy hướng dẫn chúng ta cách cân bằng nhanh thôi, được chưa? Bây giờ các em dừng video lại một chút, tự ghi lại cái phương trình này và tự cân bằng. Trong lúc thầy làm thì đừng có ghi, trong lúc thầy làm thì xem thầy hướng dẫn nhé. Chắc là làm xong cái ví dụ số 1 này là nhiều bạn không tin thầy, đúng chưa? Không tin thầy xong rồi là có một cái cảm giác thì nó lừa đảo.
Vậy bây giờ xem thầy làm cái ví dụ số 2 nhé. Nhưng mà bây giờ các em muốn học thầy dạy này, muốn học ấy thì các em phải làm này này. Bước 1 là xem kỹ thầy làm, được chưa? Đừng có ghi chép gì cả, chỉ xem kỹ thầy làm thôi. Sau đó là sau khi thầy làm xong, các em dừng lại video một chút, cho các em làm tương tự như cách thầy vừa hướng dẫn, được chưa? Làm lại một lần nữa thì chúng ta sẽ giỏi. Vậy bây giờ thầy sẽ làm cái ví dụ số 2. Anh Đồng cho tác dụng HNO3 để tạo thành đồng nitrat CuNO3 hai lần cộng lại khí nitơ cộng với lại nước. Bước 1 xác định số xóa, thay đổi số xóa 0 lên dương 2 trừ 0 trừ đi 2 bằng trừ 2, thì lấy chỉ số thôi, 2 nitơ dương 5 về nitơ 0, 5 trừ 0 bằng 5, nó phải ghi đây này, 5 trừ 0, nhưng bởi vì ở đây có 2 nitơ N2 mà, nên chỗ này ta lại nhân với 2 nữa, 5 trừ 0 nhân 2 bằng 10, và thầy ghi ở đây là 2, 10, 2 và 10 thì chia tối giản, chúng ta phải thành tối giản là 5, 1 và 5, vứt 5 lên đây, vứt chéo nhá, vứt 1 lên đây, 5 đồng, đến nitơ nào, 1 nhân 2 bằng 2, 2 nhân 5 là 10, 2 cộng 10 bằng 12, được chưa, 12 hydro này. Vậy ở đây sẽ là chia cho 2 thì còn 6. Được chưa? Cực kỳ thương các em, cực kỳ yêu quý các em, nên là thầy quay cái bộ bài này để dành cho các bạn mà không có điều kiện học thầy, được chưa? Cả lớp ọt và lớp on có khả năng nắm được cái bí kíp này để chúng ta tự tin hơn trong học hóa nhá. Tự tin hơn này, làm nhanh hơn này, từ đó yêu môn hóa hơn. Đấy là luôn luôn ước muốn của thầy. Vì vậy nên các bạn nhớ dạy tất cả mọi các bạn những cái, nhất là video này, video hay, các em nên share cho mọi người cùng biết. Giờ chúng ta thử sang cái phương trình số 3 xem thế nào nha. Fe cộng với lại HNO3 tạo thành các cái kim loại mà tác dụng với lại axit HNO3 cũng như H2O4 đặc thì luôn luôn lên số xóa cao nhất, đó là Fe NO3 3 lần cộng với lại N2O cộng với H2O. Bây giờ các em dừng video lại, video lại. Sau đó là các em thử tự cân bằng đi, sau đó thầy chữa. Được chưa? Bây giờ thầy chữa nha. Sắt của thầy từ sắt 0 lên sắt dương 3. Sau này đến lúc các em làm nhiều, làm nhanh thì các em không cần phải ghi 0 với dương 3 nữa, các em tự nhìn thấy sắt là biết ngay điền 3 bên dưới. Tương tự cũng vậy, làm nhiều làm quen rồi thì thấy đây là nitơ dương 5, luôn luôn nitơ dương 5 không phải ghi nữa. Nitơ này nitơ dương 1 này. Tại làm như cũ là 5 trừ đi 1 nhân với 2. Vậy ta sẽ có là bằng bao nhiêu? 3 chia 4 nhân 2 là 8. Vứt chéo này. 8 vứt lên đây. 3 vứt lên đây. 8 sắp. Đến nitơ 3 nhân 2 là 6. 6 cộng 24 bằng 30. 30 hydro chia 2 bằng 15. Rất dễ dàng, rất đơn giản. Giờ chúng ta sang cái phương trình cuối cùng, phương trình số 4 để thử xem các em làm như thế nào nhá. Magie giờ quen rồi, quen tay rồi, làm rất giỏi rồi. Cộng HNO3 để tạo thành Mg lên Mg dương mấy? Dương 2 đúng không? Magie MgNO3 2 lần cộng NH4 NO3 cộng H2O. Nào các em dừng lại, các em thử tự cân bằng đi. Magie cộng HNO3 tạo thành MgNO3 2 lần cộng NH4NO3 cộng H2O. Nào tự cân bằng nhé. Thầy dám chắc chắn rằng là phương trình này các em cân bằng sai. Thề luôn, nhiều bạn cân bằng sai lắm. Nó thầy làm nhá. Không lên dương 2, thôi điền dài đây. Nitơ dương 5 về nitơ trừ 3 và nitơ dương 5. Dương 5 với dương 5 không thay đổi, không quan tâm. Vậy ta chỉ quan tâm đến nitơ trừ 3 thôi. Nhìn nha, 5 trừ đi trừ 3 bằng mấy? Bằng 2 à? Sai nhé, bằng 8. Điền 8 bên dưới này. 2 chia 8 bằng 1 chia 4. Thầy vứt 4 lên đây, vứt 1 lên đây. 4 mà gì?
đếm nhị từ, 1 x 2 bằng 2, 2 cộng 4 x 2 là 8 mà bằng 10. Thế này có 10 hydro này, 10 hydro này. Trừ 4 hydro, các em quên, các em đã trừ 4 hydro đây chưa? Nhiều bạn chưa trừ đâu đấy. Xem nhá, 10 trừ 4 thì còn 6. 6 chia 2 còn 3 hydro. Đây mới là kết quả cân bằng phương trình đúng. Được chưa? Vậy các em nhìn thấy này, bước 1 để ta cân bằng được phương trình hồ sơ khử thật nhanh, chúng ta phải xác định được đúng số xóa, đúng chưa? Sau khi xác định đúng số xóa rồi thì chúng ta mới đi sử dụng cái thủ thuật cân bằng nhanh của thầy, được chưa? Vậy chúng ta cùng chờ đón cái video tiếp theo. Video thứ hai thì sẽ làm chúng ta thân tặng chúng ta là cái kiểu số 2, một kim loại mà tạo thành hỗn hợp khí, được chưa? Chúc các em học tốt.